tới 4 triệu à. À, đi bên đêm đó, mà tại thằng nhóc nó lái. Không có bằng lái nữa, không dám xe là may lắm rồi đấy. Không có bằng lái mà lại là cháu mà biết thật là gọi nó mà nó cúi xuống lại cho ông Thịnh đứng đây nó cười chết. Chứ thế sao nó không lúc mình xuống tài xế thì ông Thịnh không nhảy xuống chứ không để. Ông Thịnh nó bỏ ở đây nè, nó dừng xe lại cái thì bắt đầu nó phải luồn qua để cho Thịnh bước sang hai đứa ngồi đầu xe đó. Bước qua mà công an vẫn phát hiện được là thằng chồng vừa thay vô Thịnh cái là mình nói lấy thằng nhóc đầu chọc lái mà. Giấy tờ xe nó có giữ không? Nó giữ nhưng mà ra mà mang 4 triệu ra mà nộp phạt đó. Mang lúc đấy nó không lấy tiền. À. nó bắt là nó giữ giấy tờ không mang 4 triệu ra mà lấy giấy tờ. Mình đóng hơn ngân hàng. Hả? À, không, nó bắt phải ra. Rồi lại phải vòng ra. Vòng ra phải đi chơi đò ra. Long Khánh thì cái gì hả? À, Long Khánh thì gần.